Dạ, xin chào mọi người ạ. Hôm nay thì shop bò câu Nhật Bản Bình Định này xin được giới thiệu với mọi người video số 320. Thì trong video này của em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần hàng cần lục nha mọi người. Tất cả đều là chất liệu carbon. Cần lục có chiều dài tương ứng là từ 3,6 đến là 4m tính là 5,3 luôn ạ. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần này là 40.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua cái số điện thoại là 0974088309. Và đầu tiên thì em xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 của đam có này. Thì cây số 1 của đam có là một cây cần lục như thế này, chuôi của cần đây. Cây này thì ngoại hình bên ngoài thì cũng có sờn xước nhỏ thôi. Đây, cái phần cuối góc nó có sờn thế này nha. Cây số 1 này là dài 39, có chiều dài 39. Cây này là một cây cần Dangran này, cây này dòng của hàng của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cây này cây của hàng Trung. Ngoại hình nó có sờn xước này. Nó chủ yếu là cây này nó sờn là sờn cái lớp keo bóng bên ngoài thôi. Bát của cần là bát gặp Fury FS7 á. Màu sơn của cần là màu đỏ gạch như thế này nha. Đây vị trí này nó sờn này, như thế này ạ. Tại vì cái màu sơn của cần với cái hơi cái lớp keo bóng nó bị có vẻ nó bị phai màu rồi, nó nhìn nó không được bóng sáng lắm. Có hơi bị sờn như thế này. Đó là ngoại hình tổng quan của cây số 1 thế này. Bát của cần là bát gặp Fury FS7 và khuyên của cần. Thì cây này là khuyên của khuyên là khuyên hãng nha mọi người, có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu. Thì cái cây số 1 này có đặc điểm cái phần khuyên cái phải vị trí những cái bành này nó hơi bị oxy hóa, nó bị bẩn nhẹ này, nó bị bẩn. Đấy. Còn loại sứ của cần cũng là loại sứ xám xanh thế này. Khuyên hãng. Cây số 1. Và cây này thì ngoại hình những cái giống bên trong. Phần đầu ngọn cái này. Khuyên đầu bô của cần. Dài 3,9 á. Cây này giống bên trong thì còn khá là ok, cái nước sơn vẫn còn khá là nhìn vẫn còn khá là bóng. Có sờn nhẹ thôi ạ. Chỉ có giống bên ngoài thì không được sáng bóng lắm thôi. Trài xước nhỏ. Sờn này, cây này sờn, có những vết cái giống thứ hai có vài vị trí nó sờn nó ba nó với sần sùi nhẹ thế này nha. Đây. Đó là giống thứ hai. Ngoại hình giống bên trong thì cũng không trài xước cũng không đáng kể lắm. Ngoại hình tổng quan của cây số 1, bát của cần là bát Fury, khuyên của cần là khuyên hãng. Và cây số 1 này dài 3,9 m. Khi rút về còn lại là 105 cm, bát cách gốc là 50 cm ạ. Và gốc có độ lớn là phi 24.8, nặng là 344 g và ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Thì cây này có độ cứng là dao động khoảng là 25 nha mọi người. Và cây số 1 này có giá là 600.000, dài 39 ạ. Cây này ngoại hình bên giống bên ngoài thì hơi sờn nhẹ giống bên ngoài thôi, còn giống bên trong khá là sáng bóng á. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 đây em có là một cây dài 4,2 m thế này. Chu của cần đây ạ. Cây này phần miếng thiết cuối nó hơi bị bong tróc nhẹ. Cây phần gốc của cần, gốc cần có sờn thế này nha. Vị trí của gốc được sơn phủ nhám thế này. Bát của cần là bát gặp Fury FF7 thế này. Bát Fury tem vàng thế này nha. Vị trí này là keo bóng nó bị rạn, đường keo bóng ở mà quấn cái đường chỉ nha mọi người. Nó keo thôi. Và cần này là một cái cần của dòng hiệu Seger. Seger là dòng cần của hàng nội địa nha, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Seger. Dòng cần của Hàn Quốc. Và cây số 2 này dài 4,05 m. Cây này dài chiều dài thực tế của cần là 4,05 m, bị hạ ngọn một khoảng là 15 cm nha mọi người. Chiều dài thông số ban đầu là 4,2 m, chiều dài thực tế là 4,05 m, nặng là 410 g ạ. Và bao gồm có 4 giống thế này. Cây này ngoại hình này, có sờn nhẹ phần giống bên ngoài. Đây có vị trí tróc sơn vị trí này thôi. Tem của cần. Khuyên của cần. Thì cây này là khuyên của cần là khuyên Fury cả. Có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu. Thì cây này khuyên vẫn còn khá là sáng bóng. Vị trí này là dính keo này. Bu của cần vẫn còn khá là sáng bóng. Ngoại hình giống bên trong. Phần đầu ngọn ở này. Cây này giống khá là sáng đẹp. Trời xước nhỏ thôi ạ.
Đây là giống thứ hai. Giống thứ hai thì vị trí này nó có sờn ở này nha mọi người. Giống thứ hai nó có sờn nhẹ thế này. Nhầm cầu của sơ rồi. Đây. Có trái bông tróc nhẹ vị trí này. Giống thứ hai có một vài vị trí nó sờn nhẹ giống thứ hai này thôi. Dài 4,05 m. Và cây số 2 này dài 4,05 m, khi rút về còn lại là 118 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 25.5, nặng là 410 g và bát cách gốc là 50 cm và ngọn có độ lớn là 2.1 ly, thì cây này có độ cứng là 25 ạ. Và cây số 2 này có giá là 950.000. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có một cây dài 3,9 m thế này, chui của cần. Cây này thì ngoại hình khá là sáng đẹp, dài 3,9 m. Và cây này là một cây cần của dòng cần của Osaka. Osaka là dòng cần của Hàn Quốc, của hàng nội địa nha mọi người. Đây, cây này ngoại hình rất là mới đẹp luôn này. Trài xước rất là nhỏ. Bát của cần là bát gặp Fury FS7, dài 3,9 m. Dòng cần của Osaka, cây này ngoại hình khá là sáng cần, trài xước rất là nhỏ thôi này. Và cây số 3 này, chiều dài thực tế của cần cũng là 3,9 m. Khoen của cần, khoen của cần là khoen Fury, cây này thì đến là 6 khoen bao gồm cả đầu bung. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Ngoại hình những cái giống bên trong thôi này. Cây này ngoại hình giống bên trong, giống bên ngoài cũng khá là sáng bóng. Cây này mới khoảng là trên 80% nha mọi người. Có sờn nhị vị trí này thôi ạ. Sờn rất là mạnh. Cây này ngoại hình khá là sáng bóng. Dài 3,9 m. Đây có giống thứ hai, có một vài vị trí nó sờn nhẹ vị trí giống thứ hai thế này. Không đáng kể lắm. Và cây số 3 này dài 3,9 m, khi rút về còn lại là 110 cm. Bát cách, cái khoảng cách giữa bát với gốc là 50 cm. Và gốc có độ lớn là phi 23.7, nặng là 361 g. Và ngọn cũng có độ lớn là 2.1 ly. Thì cây này cũng có độ cứng là 25. Và cây số 3 này có giá là 950.000, dài 3,9 m. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 này em có một cây cần dài 4,55 m thế này. Và cây này là một cây cần của dòng Wick. Wick là một dòng cần thương hiệu của cần của Hàn Quốc nha mọi người. Cây này là một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập. Đây, ngoại hình tổng quan của cây số 4 thế này. Có sờn nhẹ, đây có vị trí sờn ở cuối gốc và vị trên đường cái sờn mảnh thế này. Nó không có bị phạm tới cái nước sơn bên trong luôn ạ, nó sơn mảnh thôi. Cây này có độ cứng là 25, dài 4,55 m. Thì cây số 4 này có chiều dài thực tế là 4,40 m. Cây này hạ ngọn một khoảng là 15 cm nha mọi người. Đây, ngoại hình giống bên ngoài, có sơn nhỏ thôi. Bát của cần là bát Fury, bát gập Fury FS7 này. Có sơn nhỏ, không đáng kể lắm. Và khoen của cần, khoen của cần là khoen Fury cả nha mọi người. Fury dòng này là dòng Fury đời mới thế này nè. Đây, cái kiểu vành của khoen của cần khá là mạnh. Tất cả các khoen đều khoen Fury, có tổng cộng là 6 khoen bao gồm cả đầu bung. Khoen của cần là khoen Fury. Ngoại hình giống bên trong này. Phần đầu ngọn được phối màu trắng thế này. Cây này có độ cứng là 25. Ngoại hình giống bên trong khá là sáng đẹp. Trài xước khá nhỏ thôi. Có chiều dài thực tế là 4,40 m. Có sờn nhị một vài vị trí ở giống những cái vị trí giống này thôi, không đáng kể lắm. Ngoại hình khá là sáng cần. Đây, có vị trí giống thứ hai có những vị trí sờn thế này ạ. Sờn xước mảnh thế này. Còn lại khá là sáng đẹp, hầu như là không có trầy xước gì đáng kể cả. Và cây số 4 này dài 4,40 m, khi rút về còn lại là 100 cm. Vị trí khoảng cách giữa bát với gốc là 55 cm ạ. Bát có độ gốc có độ lớn là 27.8, phi 27.8. Nặng là 498 g và ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cây này có độ cứng là 25, trên 25 một tí, có độ cứng 25. Và cây số 4 này có giá là 1.150.000. Dài 4,40 m ạ. Cần của dòng Wick, một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập. Tiếp đến là cây số 5, chui của cần này. Cây số 5 này, cây số 5 mà có một cây cần là xoắn X2 da thế này nha mọi người.
cái sáng cái này nó sáng hai da, ngoại hình giống bên ngoài, giống bên ngoài nó có sờn nhẹ thế này. Bát của Cần là bát gặp Fury FF7, một dòng cần của Seager đây ạ. Seager cần của sản xuất ở Hàn Quốc, Made in Korea đây, dài 3m9, sáng x2 da này nha, có sờn xước nhẹ thế này, giống bên ngoài cũng khá là nhỏ, còn khá là sáng. Cần cây này ngoại hình khá là sáng, sờn rất là nhỏ thôi, sờn khá nhỏ ở vị trí đầu giống thế này thôi ạ. Còn khoen của Cần thì cây số 5 này, khoen của Cần cũng là khoen Fury cả, có tổng cộng là 5 khoen bao gồm cả đầu bu, khoen khá là sáng đẹp nha. Ngoại hình những cái giống bên trong như thế này ạ, khá là mới. Cây số 5 này ngoại hình cũng khá là sáng, sờn thôi chứ không có bị tróc sơn gì cả, sờn do kéo giống ra, sờn xước nhẹ thôi. Những cái giống bên trong là xoắn vòng chìm thế này, giống bên ngoài là xoắn ít hai da, phôi còn màu đỏ bên trong nhìn khá là đẹp. Giống thứ hai này nó có sờn thế này nhé mọi người, đây, giống thứ hai, vị trí giống thứ hai, sờn cũng những vết sờn rất là mảnh, không đáng kể lắm. Và cây ngoại hình tổng quan của cây số 5 mình, cây số 5 này thì dài 3m9, khi rút về còn lại là 110cm ạ. Bát vị trí bát cách gốc là 57cm và gốc có độ lớn là phi 24, nặng là 301g và ngọn có độ lớn là 2.5 ly, và cây này cứng tầm cũng khoảng 25. Và cây số 5 này có giá là 1 triệu, dài 39. Tiếp đến cây số 6, cây số 6 đây có một cây cần, dòng cần đời cao thế này nha mọi người. Một cái cần của Daiwa, dòng lon súp, khách nào đã xài dòng lon súp này rồi thì chúng ta có thể biết được dòng cần này, dòng cần đời cao. Và cây này được sản xuất ở Daiwa, sản xuất ở Thái Lan, dài 5m3, tấn cứng 25. Thì cây này có chiều dài thực tế là 5m2, bị hạ ngọn một khoảng là 5cm cho mọi người. Cần Daiwa, tem xuất của cần tem vàng thế này. Này, dòng cần đời cao nhé. Bát của cần là bát đời cao đây ạ. Bát Fury như thế này, bát đời cao. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng, sờn xước rất là nhỏ, cần cổ đai qua. Đây. Ngoại hình giống bên ngoài cũng khá là sáng, hầu như không có trầy xước gì đáng kể luôn. Và khoen của cần, cây này thì khoen của cần là khoen Fury, có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Cây này thì ngoại hình rất là sáng nha. Giống bên trong bô của cần đây ạ. Và ngoại hình giống bên trong cây này hạ ngọn một khoảng là 10cm, còn chiều dài thực tế là 5m2, có độ cứng là 25 theo thông số của cần. Thì cây này hạ ngọn một khoảng thì nó sẽ cứng hơn một tí thôi, nhưng vẫn báo theo độ cứng của cần nha mọi người. Đây là giống thứ hai. Giống thứ hai thì khá là sáng bóng, hầu như là không có sờn gì luôn ạ. Dòng này là dòng cần đời cao nha. Daiwa long sub. Đây vị trí này là nó bị dính bẩn này. Đấy. Hầu như là các giống bên trong khá là mới, sáng đẹp. Vị trí giống thứ hai, vị trí đầu giống thứ hai nó có bị sờn xước ở vị trí này thêm một tí thôi. Đấy. Sờn xước đầu giống thứ hai thế này. Và vị trí nó còn bám bẩn này. Dính keo bẩn. Đây là giống thứ hai, ngoại hình giống thứ hai, dính keo bẩn. Hầu như nó không có sờn xước gì cả. Dài 5m2. Cần của Daiwa, dòng lon súp thế này. Dài 5m2, khi rút về còn lại là 120cm. Vị trí giữa bát với góc là 60cm ạ. Và góc có độ lớn là phi 26.4, nặng là 453g. Ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cây này có độ cứng là 25. Và cây số 6 này có giá là 2 triệu. Cái này dòng cần hàng đời cao nhé. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có một cây cần dài 3m9 thế này, chui của cần. Cây số 7 này ngoại hình cũng khá là sáng, có một vài vị trí nó biết bám bẩn với sờn nhẹ này thôi, bám bẩn. Và cây này cũng là một dòng cây cần của Osaka. Osaka là dòng cần hàng nội địa nha mọi người. Ngoại hình cây này cũng khá là sáng luôn, trầy xước rất là nhỏ.
Đây. Dài 39. Thì cây số 7 này chiều dài thực tế của cần cũng là 39. Vị trí này là có sờn thế này nha. Đây, có vị trí có sờn suốt thế này. Khuyên của cần. Khuyên của cần là khuyên Fury cả, có tổng cộng là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bung. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury, ngoại hình khá là sáng đẹp. Giống ngọn của cần cây này, những cái giống bên trong cũng khá là mới. Sáng đẹp nha, hầu như không có trầy xước gì đáng kể cả. Khá là sáng. Ngoại hình tổng quan của cây số 7. Và cây số 7 này dài 39, khi rút về còn lại là 108 cm ạ. Và cây này bát, vị trí giữa bát với gốc là 50 cm. Gốc có độ lớn là phi 23.8, nặng là 351 g và ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Và cây này có độ cứng là 25. Và cây số 7 này có giá là 950.000. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Thì cây số 8 ở đây có một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập, Etatic Enjoy, dòng này dòng cần của Hàn Quốc nha mọi người. Đây, chua của cần. Cái này ngoại hình tổng quan của cây số 8 thế này. Cái này thì có vị trí này đã bị tróc sơn, vị trí này tróc cái sơn thôi. Đây là một cái sớt lớp sơn phối màu xanh bên ngoài thôi. Dài 39, có độ cứng 25. Thì cây số 8 này có chiều dài thực tế là 3m75 nha mọi người. 3m75. Và bát của cần là bát gặp Fury FS7, dòng cần Etatic Enjoy. Dòng này là dòng của Hàn Quốc xuất nhập, dòng cần là thương hiệu của Hàn Quốc nhé. Và khuyên của cần cái này thì có 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu, 4 khuyên dưới là khuyên Fury nhé mọi người. Còn khuyên bu của cần là bu lai, bu này là bu lai chống xoắn, bu hãng chống xoắn nhé. Bu này là bu lai nhé. Dòng này dòng bu chống xoắn. Và ngoại hình giống bên trong, cái này ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Chỉ có sờn nhẹ giống bên ngoài, tróc sơn một điểm lúc nãy thôi. Có vài vị trí sờn này. Đây là giống thứ hai. Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào nha. Có vài vị trí thôi. Cây này dài 3m75. Có một vài vị trí đường sờn xước nhẹ như này. Bát của cần là bát gặp Fury FS7. Cây số 8 này dài 3m75, khi rút về còn lại là 108 cm. Và vị trí giữa bát với gốc là 60 cm ạ. Nặng là 336 g. Gốc có độ lớn là phi 24 và ngọn có độ lớn là 2.7 ly. Thì cây này có độ cứng tầm khoảng 25 đến 27, dao động 25 đến 27 nha. Vì cây này hạ ngọn một khoảng rồi. Và cây số 8 này có giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 thì ở đây em có một cây cần của Ryobi. Đây, ngoại hình của cây số 9 này. Cây này là dòng cần của cần cắm gốc nha mọi người. Ở đây em có một cặp luôn ạ. Một cặp này thì cũng tương đồng nhau, giống hệt nhau thôi này. Và những cái cây này dành cho khách chúng ta đánh biển hay là đánh bắt bãi này. Có vị trí cắm gốc cái này chúng ta và tháo cái bịch nhựa ra thì nó sẽ có cái miếng cái chui bằng inox và cắm gốc ở dưới. Cây này phần gốc của cổ cần đây. Có sờn ở này. Cần của Ryobi nó sờn cái này, nó sờn xước nhẹ thôi. Dài 4,2 m. Thì cây số 9 này và cây số 10 này, cây số 9 này thì nó có cái chiều dài thực tế là 4,05 m nha mọi người. Cái này không phải không chiều dài thực tế còn lại là 4,05 m. Này, có sờn này. Bát của cần là bát gặp Fury FS7 đây. Cái này ngoại hình có một vài vị trí sờn à, những cái vết sờn ở giống bên ngoài thế này ạ. Và khuyên của cần. Khuyên của cần thì là khuyên Fury cả. Cái này ngoại hình thì nó có sờn nhẹ thôi. Cần của Ryobi ạ. Khuyên của cần đây. Thì cây này có tất cả là
5 khoen, bao gồm cả đầu bô và tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Đấy, bô của cần cũng vậy nha. Ngoại hình có bị bám bẩn, vị trí nó bám bẩn. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 15 cm. Nó cây này phần ngọn rất là cứng, dành cho khách ta câu gờn cũng được nè. Câu gờn, câu rạng hoặc là ta đánh tạc biển, ta đánh cần lục xa bờ đều được cả. Cây này ngọn khá lớn. Hai cây, cây số 9 và số 10 đều ngọn rất là lớn nha. Giống thứ hai, giống thứ hai nó có một vài vị trí nó sờn này, đây nó sờn như này nha. Này giống thứ hai nó có sờn xước này. Đây, vị trí này nó có một đường xước, vị trí này nó hơi sâu một tí nha. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến phôi cả. Này. Cuối giống thứ hai có một vài cái đường xước tương đối cũng hơi dài một tí. Ngoại hình tổng quan của cây số 9 thế này. Cả cây số 9, số 12 cây này có thông số cũng tương đồng nhau, ngoại hình cũng tương đồng nhau thôi ạ. Một cặp thế này. Và cây số 9 này dài 4,05 m, khi rút về còn lại là 122 cm. Bát cách gốc là 60 cm. Gốc có độ lớn là phi 27.8, nặng là 566 g. Và ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này độ cứng tầm khoảng 27 đến 30 nha mọi người. Và cây số 9 này có giá là 1.200.000. Và tương tự cây số 10 cũng vậy nha mọi người. Cây số 10 thì ngoại hình này nó cũng giống. Và cây này thì ngọn cũng có độ lớn là 3.1 ly giống như cây số 9. Hai cây này thì... Và cây số 10 thì có chiều dài thực tế là 4 m. Cây này là hạ ngọn một khoảng 20 cm nha. Đây, ngoại hình thì cũng có sờn xước tương đồng như cây số 9 nha. Hai cây này dành cho khách chúng ta đánh biển, đánh lục xa bờ. Khoen của cần cũng vậy, cây này là khoen của cần cũng là khoen Fury cả. Có tổng cộng là 5 khoen, vị trí này đây, bám bẩn nha. Này bám bẩn nha mọi người, đánh nó ra, này, rớt này. Đấy. Khoen của cần có tất cả là 5 khoen, bao gồm cả đầu bô luôn ạ. Và ngoại hình những cái giống bên trong. Cây này ngọn cũng khá là lớn, ngọn 3.1 ly. Chiều dài thực tế của cây số 10 này là 4 m ạ. Đây là ngoại hình các giống. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính ra. Cây này thì vị trí này nó có sờn xước nhẹ. Đây, đây là giống thứ hai. Cây này thì cuối giống thứ hai thì không có bị sờn giống như cây số 9 lúc nãy, nhưng mà có vị trí bị sờn xước vị trí này. Và cây số 10 này dài 4 m, khi rút về còn lại là 60 cm, khi rút về còn lại là 122 cm. Và bát cách gốc cũng là 60 cm. Và cây này thì nặng là 562 g. Và độ lớn của gốc cũng là phi 27.8. Ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này cứng dao động cũng 27 đến 30 nha mọi người. Và cây số 10 này cũng có giá là 1.200.000, cần của Ryobi ạ. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 ở đây em có một cây cần của Suzuki Haya như thế này. Etatic Enjoy. Dòng này là dòng của Hàn Quốc nha mọi người. Cây số 10 này ngoại hình khá là sáng đẹp luôn. Cây số 11. Cây này cây 11 nha. Khá là mới. Etatic Enjoy. Bát của cầu là bát gặp Fury FS7 thế này. Dài 4,5 m, có độ cứng là 25. Và cây là cây xoắn X hai da, giống bên ngoài xoắn X hai da thế này nha. Dài 4,5 m ạ. Và cây số 11 này chiều dài thực tế của cần cũng là 4,5 m nha. Khoen của cần đây ạ. Khoen của cần là khoen Fury, có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bô. Vị trí này là bám bẩn này. Ngoại hình giống bên trong. Cây này ngoại hình giống bên trong khá là sáng đẹp. Và cái phôi giống ngọn này sáng vòng thế này nhé. Sáng vòng chìm. Đây là giống thứ hai, tính từ ngọn tính vào. Nó cũng có một vài vị trí nó sờn thế này nha mọi người. Nó sờn thôi, nó không có xước tróc sơn gì cả.
Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Khá là sáng. Dài 4,5 m, có độ cứng là 25. Cái cây số 11 này khi rút về còn lại là 122 cm luôn ạ. Vị trí giữa bát với gốc là 50 cm. Gốc có độ lớn là phi 26, nặng là 500 g. Ngọn có độ lớn là 2.5 ly. Và cây này có độ cứng là 25 theo thông số của cần. Và cây số 11 này cũng có giá là 1.200.000. Tiếp đến cây số 12. Cây 12 đây em có một cây cần của Sơ. Cây này dài 4,2 m, chu của cần thế này. Sơ là dòng cần của Hàn Quốc nha mọi người. Có bị trầy xước nhẹ thế này. Cái này là bám bẩn, không trầy xước gì đáng kể cả. Cái này ngoại hình cũng khá là sáng, mới tầm khoảng là 75-80% nha. Đây, Made in Korea nha. Dòng cần của Sơ. Có sờn nhẹ phần đầu giống thế này ạ. Dài 4,2 m ạ. Khuyên của cần, khuyên cần là khuyên Fury. Có tổng cộng là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bô luôn ạ. Ngoại hình khá là sáng, cái này ngoại hình sáng đẹp, trầy xước nhỏ thôi. Đây là giống thứ hai, giống thứ hai thì có sờn, giống thứ hai nhẹ một vài vị trí này nha. Này, giống thứ hai có sờn này. Dài 4,2 m ạ. Giống thứ hai thì cây này giống thứ hai có sờn nha. Không được đẹp cái phần giống thứ hai một tí. Cây số 12 này dài 4,2 m, khi rút về còn lại là 120 cm ạ. Vị trí giữa bát với gốc là 55 cm, bát cách gốc là 55 cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 24.9, nặng là 363 g, và ngọn có độ lớn là 2.5 ly, thì cây này có độ cứng là 25 ạ. Và cây số 12 này có giá là 950.000. Cây này thì có sờn gốc ở cái giống thứ hai. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 đây em có một cây cần của dòng của Hàn Quốc luôn ạ. Inbrot thế này, dài 4,2 m. Cây này thì có chiều dài thực tế là 4 m nha mọi người. Cây này hàng ngọn một khoảng là 20 cm, dài 4 m, cần của sản xuất ở Hàn Quốc. Thì cây này ngoại hình thì có sờn nhẹ thôi, không đáng kể lắm. Này, có sờn xước cái phần giống bên ngoài, chủ yếu là nó chỉ sờn cái lớp keo bóng thôi, cũng chưa phạm đến sơn luôn ạ. Có sờn bám bẩn thôi này. Cái này giống bên ngoài, giống cuối cái phần cuối của giống thứ nhất thì nó có sờn xước thế này. Và khuyên của cần, khuyên của cần là khuyên Fury cả, có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bô. Đây phần giống ngọn, giống ngọn thì có một vài vị trí nó bong tróc cái sơn thế này nha. Giống ngọn bong tróc sơn. Cái này là dài 4 m. Giống ngọn thì có một vài điểm nó bị tróc, bong tróc cái sơn ạ. Đây là giống thứ hai. Giống thứ hai thì nó chủ yếu là nó bị phai cái lớp keo bóng, nhìn nó không được bóng, nó sáng lắm thôi. Nó có sờn cũng không đáng kể lắm. Đây, có vài vị trí cái nước sơn kiểu cần thế này. Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Cái này có tổng cộng là 4 giống ạ. Đây, cái này ngoại hình cái giống thứ hai, cái lớp sơn nó hơi bị nổi cái hạt nước, kiểu là nó bị hơi bị nổ cái lớp sơn bóng nha mọi người. Không có bị cộm lên, chỉ là nổi về bên trong này như thế này thôi. Cái này giống thứ hai, cái nước sơn kêu bóng bên ngoài nó không được đẹp lắm. Thì cây số 13 này dài 4 m, khi rút về còn lại là 110 cm ạ. Và bát cách gốc là 50 cm. Gốc có độ lớn là phi 22.5, nặng là 397 g, và ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cây này có độ cứng là 25 ạ. Và cây số 10 này có giá là 700.000. Cây số 13, cây 13 có giá là 700.000 nha mọi người. Tiếp đó là cây số 14. Cây 14, cây cuối cùng. Cây 14 này em có một cây cần của dòng hiệu Sơ luôn ạ. Sơ lúc nãy, từ nãy giờ em có khá nhiều cây dòng cần Sơ nha. Sơ là dòng là của Hàn Quốc. Ở đây.
Rồi xước nhỏ, cái này ngoại hình khá là sáng. Tem cần tem vàng này. Bát của cần là bát gặp Fury FF7 dài 4m2. Cần của sơi rồi. Khuyên của cần đây. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả. Đây, vị trí nó bám bẩn này. Nó ra nha. Bám bẩn vậy thôi. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury. Ngoại hình giống bên trong đây ạ. Cái này ngoại hình giống bên trong khá là sáng, phần giống ngọn. Khá là sáng cơ. Đây là giống thứ hai, tính từ ngọn tính vào. Cái này có tổng cộng là 4 giống. Ngoại hình khá là sáng ạ. Dài 4m2. Vị trí cuối giống là có sờn nhẹ vị trí cuối giống này thôi. Ngoại hình cây số 14 này cũng khá là sáng cơ, trời xước nhỏ thôi. Và cây số 14 này dài 4m2, khi rút về còn lại là 120cm ạ. Vị trí bát cách gốc là 50cm. Gốc có độ lớn là phi 25.4, nặng là 393g. Và ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Và cây này có độ cứng là 25. Và cây số 14 này có giá là 950.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 14 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 ạ. Khách chốt hàng thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết nối Zalo nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.